Nga hơn luôn mày. Nga nó gần gấp đôi nữa rồi. Đấy, hơn luôn. Nhưng mà tại vì là uống nước thì uống đi. Để ý đi và cứ để ý, cứ để ý từ phía sau. Đi chơi đi. Đấy. Cảnh ấy. Cười nhá. Cảnh buồn cười quá. Vâng ạ. My family is doing a reconstruction of our family house. It's been a real long time, so I'm really looking forward to see how it's going to unfold. Ở ngoài quê người ta vào là nói, người ta nói là kiến. Kiến là người đầu. Ok, đẹp lắm rồi, tuyệt vời. Nhìn quá đẹp luôn không ạ? Ông để mũ hơi bị đẹp đâu ạ. Đẹp lắm. Rồi, cảnh đẹp lắm rồi. Dâu xinh gái nhỉ, đúng là em của anh, tình đẹp thế. Ngày này sẽ vui lắm đấy các bạn ơi. Nhiều cái lắm, rơi vào cũng là nhiều cảnh khác đi. Chúng ta cùng vào phía bên trong hôm nay. Hôm nay đến nhạc này, buổi chiều hôm nay chiều nay chồng mình chồng ta. Vâng ạ, hiện tại chúng ta đang được nhận những tình cảm từ phía hai gia đình. Từ chầu dẫn lễ đã được đến nhà hàng và chúng ta chúc nhận và chú rể. Vâng ạ, như vậy là chú rể và con dâu chúng ta đã xuất hiện. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho Minh Tâm và Duy Quang. Chồng kính mời. Còn lại là những phần lễ xính lễ rất đúng với phong tục tập quán của người Việt Nam, văn hóa của người Đông Á chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu bên nhà trai và nhà gái hãy cùng tiến về phía sân khấu cùng với chú rể và cô dâu. Để cùng với một bên trao và bộ kinh nhân, trân trọng kính mời bố mẹ thân thiết chú rể. Nhà trai trân trọng kính mời ông bà Trần Quang Mạnh, Đào Thị Minh. Nhà gái xin được trân trọng giới thiệu kính mời bố mẹ Trịnh Quốc Mạnh, Nguyễn Thị Kim Liên. Liên tục những tấm hình này sẽ được lưu lại. Chè, thuốc, rượu và bánh và cả bia đựng Duy Quang và Trịnh Minh Tâm. Với sự thực hiện cũng như là tình cảm của tất cả quý vị, hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái đã thực hiện. Thế này, quay chúng ta đúng rồi. Sinh ra của nhà gái theo đúng lời hẹn, trân trọng kính mời. Nguyễn mẹ như nước trong nguồn chảy ra, những lời răn dạy, những câu ca dao tục hồi xưa luôn luôn để cho chúng con hướng về cội nguồn, nhớ những ngày cha mẹ đã.
cùng sinh dưỡng và dẫn cho chúng con làm người để chúng con có được hạnh phúc ngày hôm nay. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Gia đình em Thủy Tiên, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng với niềm vui này của gia đình nhà trai. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng trao gót chú rể và cô dâu lên xe hoa. Chờ chú rể và cô dâu sẽ làm lễ nhập gia cho cô dâu tại tư gia của nhà trai. Sau đó cảm ơn tất cả quý vị, xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Cảm ơn anh, không bao giờ có cái video nào với nhau chuyện bây giờ. Bây giờ là có. Bây giờ có rồi. Cảm ơn quý vị chứng kiến. Chia đôi ra.